Hello, hello, hello mọi người. Rồi, ok anh em, bắt đầu di chuyển. Ok, đó, né né cái kiếm mặt chút xíu. Ok, mọi người thấy chưa? Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đó, hôm nay là 200 chậu nha mọi người nha. 200 chậu, rồi đứng lại chờ anh đi. 200 chậu nha. Đây, thông báo với cả nhà hôm nay là 200 chậu đây đây. Đó là mới có 9 người đi nhá. Bây giờ đang còn đây đây mọi người nhá. Đây, như lời hứa của Tùng hôm qua đây mọi người nha. Mọi người thấy chưa? Đưa về vườn mới nha. Cho anh em mở vườn mới anh em ạ. Trên sạp không còn nhá, bán là bán nguyên sạp anh em ạ. Nhá. Đây, hôm qua Tùng like Tùng nói mọi người đó. Sạp trống rồi nha. Sạp trống nha, sạp trống đó. Lại tiếp tục phải mua. Bán cho anh em vườn mới và lại mua cho anh em vườn cũ nha mọi người thấy chưa? Đây. Đó, đây là anh em vừa đi đúng không? Đấy. Có gì đâu mà, đúng không? Cứ thế mà chơi. Đấy, bây giờ đây, anh em đang chờ Tùng để Tùng quay đây này. Mọi người thấy chưa? Một tiểu đội luôn mọi người thấy chưa? Mọi người thấy 9 người chưa? Ok, xuống đây em, xuống xe. Đủ thứ trên đời đó mọi người thấy chưa, làm đồng loạt mới nhiều tiền đấy. Đây là đợt thứ nhất nhá. Đó, anh em đưa xuống sau anh em quay lên ta lại quay tiếp. Ok bạn Tịnh Vũ nha, chào Vũ Thế Hiếu, cảm ơn Hoa Lan Ngọc Quang, xin chào mọi người, chào Nguyễn Văn Hậu. Sao lại không vào Nguyễn Văn Hậu, cứ vào nhá, gọi cho Tùng 0918989 Tùng sẽ đón, hoặc là gọi Messenger cho Tùng nhá. Tùng hỏi nói là làm, đúng là Phạm Văn Thảo. B như đám hỏi, ok, nó mình làm đồng loạt. Anh em là vừa rồi là anh em đưa xuống rồi mọi người ạ. Nhìn, trăm cây như này, anh em vườn mới, họ mới làm vườn xong, họ tới một phát một là họ bê nguyên sạp. Đó, Tùng bán là Tùng bán nguyên sạp anh em ạ, nó đẹp cái này nè. Không? Đó, mọi người Tùng hay live stream cho nên mọi người thấy cây lớn từ ngày chứ. Mình chăm cây đẹp, mình cố gắng chăm cây thật đẹp, mọi người thấy chưa? Bỏ sạp xong bỏ nhà mình có xe tải mà. Nhà mình là đi nấu tiệc ở tại Tư Gia và các công ty. Cho nên là mình có 3 con xe tải lận. Đó, cái này là cứ thế là bỏ cái rổ cao nó cứ trồng lên nhau thôi. Rồi tiếp tục. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Về đợt 1 rồi, tiếp tục về xuống đợt 2. Đấy. Mọi người thấy chưa? Hết sức bình tĩnh. Okay. Nha mọi người nha. Mọi người phải nhìn vào thực tế vấn đề nhé. Mới khó khăn chút xíu mà. Rồi, tiếp. Đó. Anh em thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Bán là phải bán mấy trăm ký. Cho anh em ta mở vườn mới. Rồi xong lại mình lại đi chọn những cái cây mà đẹp của các cái vườn cũ khác. Mọi người thấy chưa? Chơi là phải chơi đồng loạt, phải chơi đồng bộ. Đây, này. Đó, thấy chưa? Tùng thích số 9 nên là cứ phải 9 em mới chịu. Đó. Cảm ơn Thoại Thái nha. Chào Đỗ Giáp. Xin chào mọi người. Đây, anh em chúng ta hãy cố gắng chăm cây cho thật đẹp, đúng không? Một số anh em tới vườn hoặc thấy Tùng livestream thấy cây đẹp thế là họ hỏi mua. Họ hỏi mua, ủa cây đẹp thế, cây khỏe vậy. Cây không có bệnh hoặc là ít bệnh. Đó, là họ mua một sạp luôn. Đó, mua sạp xong Tùng không còn thì Tùng lại tiếp tục lại đi mua của anh em. Mọi người thấy chưa? Đây. Đó, Tùng thì về trình độ chăm cây còn hơi yếu. Tùng là người mới vào, mới chơi thôi, mới đầu tư thôi. Nhưng mà mình chăm được những cây lên như này thì mình cảm thấy rất là thích. Nên là hoa Phú Thọ nở này mọi người này. To đùng luôn. Rất là thơm. Này nở tự nhiên nha. Đây, đây cũng đỡ tự nhiên luôn. Đây, đây cũng đỡ tự nhiên. Đó, mình phải ngắm, mình phải thưởng thức trước chứ. Chào em Lê Văn Dũng nha. À, cái này là em bán là anh Phạm Văn Thảo rồi. Em bán nha. Chào anh Trường Nguyễn Trường. Đấy, mọi người thấy chưa? Cái sạp này này, nó đã sắp lên đường luôn nè. Đây nhá. Đó, tiếp tục anh em lại quay lên đợt thứ 3 này. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy. Đó. Lan ơi, Lan đã sắp vườn. Mọi người thấy chưa?
Tiếp tục em, tiếp tục. Đấy, đợt thứ ba nha mọi người nhá. Mình tùng hói nói là làm. Nói được làm được. Còn không làm được thì không nói. Đấy, anh em thấy chưa? Chơi là phải chơi đồng loạt. Chào Cao Thiên Huynh. Xin chào cả nhà. Chào Hạnh Chu. Đấy. Mọi người thấy chưa? Vậy nó mới máu chứ đúng không anh em? Anh em chăm cây thật là đẹp vào. Chính mình và nhiều anh em khác sẽ tới vườn của anh em lại đi gom. Thấy chưa? Những cái vườn mới đã và đang được xây dựng nha. Cho nên cái việc mà người ta mua một sạp này vài trăm cây là bình thường. Chào Thanh Trần. Xin chào mọi người. Mọi người chia sẻ bài viết của Tùng đi, cho anh em vào họ xem đông để họ có động lực. Cũng như là một số anh em mà đang có nhà ý muốn đầu tư những dòng tầm cao hơn, có thêm động lực để chiến đấu. Chứ bây giờ anh em cứ ở một chỗ, cứ thế ở nhà chỉ chăm cái này không thì nói thật ra thì cũng khó anh em ạ. Đó. Bây giờ có đi có lại mới toại lòng nhau đúng không anh em? Các nhà vườn lớn thì đi mua những cây tầm thấp để về chia sẻ cho một số các đối tác tiềm năng. Đó. Còn các nhà vườn nhỏ thì lại mua những cái cây tầm cao hơn. Thì thế mới gọi là thị trường. Ok em trai Tuấn Huế. Cảm ơn Trần Hưng nha. Cả nhà chia sẻ mạnh. Đây, anh em tiếp tục lên này. Đó, đợt thứ tư nha. Đấy, mọi người thấy chưa? Cảm ơn Thiên Nguyễn. Ok, Nguyễn Dương Tuấn. Anh em giờ mà đi lựa thì là đương nhiên là sẽ được những cái sạp mà cây nó đẹp như này. Đó, mọi người thấy chưa? Tiếp tục anh em tiếp tục đưa xuống. Đây là lần thứ tư nha. Mà 9 người, lần này thì ít người hơn nha. Lần này còn 7 người thôi. Đấy. Chào bác Nguyễn Trọng Phú. Chào Văn Kiến. Mọi người thấy chưa? Chào Kim Duyên nha. Kim Duyên lúc nào làm một sạp đi em. Đó, mọi người thấy chưa? Cái này nặng nha. Nên, con trai đẹp đấy, con trai đẹp không? Chứ ông này là hơi xấu tí, bạn tôi á. Anh thôi. À, đóng gói 3 cây không tên nha mọi người nhá. Đóng gói 3 cây không tên đây, chuyển đi đây. Đấy chưa? Còn đây, ươm đây. Không tên đây anh em. Không tên với Bảo Duy đây. Đấy, mới 21 ngày đây nè. Mới ngày thứ 21 đây nè, mọi người nhìn thấy gì chưa? Không tên đấy, không tên đấy. Nha. Nhìn chỗ thớt tí. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Anh em hãy vững tin an tâm. Tại vì Tùng không có nói nhiều. Tùng không nói nhiều và Tùng cũng không ngồi yên. Nha. Đây. Tùng trăm cây. Trăm cây nào là Phú Thọ HO Yên Thủy đấy. Phú Thọ mà lên những cái mầm mà nó to này, cái ngón tay Tùng đây nó to như này này. Đó, chăm thôi, anh em cứ chăm thôi. Đây. Đó, Tùng chăm đây. Tùng vẫn không ngồi yên nhá, không ở một chỗ nhá. Vẫn làm, vẫn nói, vẫn mua, vẫn bán. Ok chưa anh em? Nói được làm được. Đấy. Một số người bây giờ bỏ bê, không chịu chăm. Không chịu chăm đây, như Tùng chăm đây từ Phú Thọ cũng giá thể phải sạch luôn à. Anh em thấy chưa? Cây nó mới lên xanh tốt, nó mới đẹp này này. Đó, thấy chưa? Đó, nó sạch thì cây nó lên xanh tốt đây này. Cây nào như cây nào. Đúng chưa? Đó, nó phải sạch. Sạch như chủ luôn. Đó. Nha anh em. Đây, những cây yên thủy mọi người thấy chưa? Một mét mấy không đó. Nó chăm thôi. Tại vì Tùng livestream thì mọi người biết mà. Đâu phải Tùng đi, bữa trước là Tùng đi mua. Cái hồi mà Tùng đi mua các vườn vừa và nhỏ ở lân cận và ở địa phương á. Còn Tùng mua gần 2.000 cây Phú Thọ ở ngoài Bắc á. Được em Hồng Minh Châu mua giúp á. Và mình cũng có live stream. Đó. Thì bây giờ mình chăm được rồi thì mình lại chia sẻ cho các anh em nhà vườn mới. Họ có nhu cầu. Nó đẹp cái này họ mới mua. Mua hàng sạp luôn. Đấy, như hôm qua Tùng nói mọi người đó. Bữa trước này. Đó. Đây là cái này là bữa trước bán cho một sạp này. À ba một sạp này bán cho một vườn này. Sạp này một vườn này và hôm nay là sạp này một vườn này. Cứ mỗi vườn 200 cây.
đúng không? Thế bây giờ thiếu như này Tùng lại đi mua của các vườn cũ, mà vườn nào đẹp tôi mới mua. Đó, cây đẹp cây khỏe Tùng mới mua về là đặt lên đấy. Được chưa, mọi người thấy chưa, trống chưa? Đấy, khu vực này cũng đang còn trống luôn nè. Khu này là khu người đẹp không tên. Toàn bộ đây là người đẹp không tên này mọi người. Mình đầu tư nhiều nhưng mình mới có nhiều. Đây vẫn đang trống này mọi người thấy chưa? Trống này. Đó. Rất đang trống trải nha. Anh em phải nhìn vào thực tế, đừng nghe ai nói mồm hết á nhá. Đây vườn Tùng này. Quay toàn cảnh cho anh em thấy. Đấy. Đấy, loại này sắp tới đây, đây cái này là Tùng dành riêng ra để Tùng làm những tác phẩm này này. Đấy, cái loạt này là loạt giống nhau này mọi người thấy chưa? Đó, lại Tùng lại dành riêng ra, Tùng không bán chậu mà sau này Tùng sẽ bán những cái tác phẩm. Đó, tác phẩm to. Đó, mình phân bổ ra. Đây, cái này là sắp tới là bán tác phẩm này, làm tác phẩm này. Alo. Anh không nhu cầu nhá, anh không nhu cầu. Đấy, anh em mình thấy chưa, mình phân ra. Đấy, còn mấy cái sạp này giờ đang trống này, đương nhiên là Tùng sắp tới Tùng sẽ phải đi mua rồi. Cứ đẹp, đẹp và đều là lại mua, đúng không? Sau sắp tới đây Tùng có một cái chương trình, bên kia xa xa nó là người đẹp không tên nhé. Đó. Tùng sẽ lên một chương trình, có những cái vườn mới, nghe không? Hỗ trợ cho anh em vườn mới. Cứ một sạp vậy là 250 cái chậu này mọi người này. Mọi người thấy chưa? Đẹp nó đều như vắt chanh này. Ai mà không thích vào đây cái là thích liền. Thích liền lại cút đi một sạp. Lại có tiền. Thấy không? Bây giờ anh em vườn tầm trung và vườn lớn thì lại đi mua các hàng quốc dân cho các vườn nhỏ. Các vườn nhỏ thì lại mua những cây tầm trung, tầm cao hơn. Đó là một cái cơ hội chứ đúng không anh em? Đúng chưa? Đó, thành ra là Tùng đang kêu gọi đó. Hôm qua Tùng nói, Tùng đang đưa ra một ý tưởng là gì? Tùng sẽ kêu gọi các cái vườn tầm trung trở lên trên đất nước Việt Nam này, cứ bán được 100 triệu tiền cây từ Bạch Tuyết, Ngọc Sơn Cước, Bảo Duy không tên trở lên, thì bỏ ra 20 đến 30 triệu mua hàng quốc dân của những anh em vườn vừa và nhỏ. Thí dụ bây giờ anh em vườn vừa và nhỏ họ có 70 triệu thì họ không thể mua được một cây không tên, đúng không? Thì ok, sẽ mua được. Tôi sẽ mua cho bạn là 30 triệu tiền hàng quốc dân. Thì bạn sẽ có tiền để bạn mua được cái cây không tên chẳng hạn, hay mua Bảo Duy. Đó. Đúng rồi anh em, có đi có lại mới tọa lòng nhau. Vườn lớn thì họ muốn bán cây lớn, nhưng vườn nhỏ anh em là muốn bán cây nhỏ, thì chỉ có cái cách đó mới hỗ trợ nhau. Bên cạnh đó thì Tùng còn hỗ trợ một số các anh em đam mê muốn mở vườn mà lại vẫn là muốn có nhiều cây. Thì là gì? Tùng sẽ đưa ra một cái tiêu chí rằng bây giờ ví dụ anh em có 100 triệu, nếu anh em làm vườn á, thì lại không còn tiền mua cây. Mà nếu mua cây á, thì không còn tiền làm vườn. Thế thì mình là cái vườn, Tùng cũng không dám nói là Tùng là vườn lớn gì, nhưng mà những cây lớn nhất Việt Nam giờ Tùng có hết mọi người ạ. Những cây mà gọi là siêu VIP nhất Việt Nam Tùng đều có hết. Thì Tùng sẽ có ý tiếng nói và những cái sự động viên với các vườn lớn. Đưa ra một cái tiêu chí rằng là gì? Sẽ trích ra những cái tiền khi mà bán được cây tầm trung trở lên 20-30% tùy vào từng cây. Đó. Thì sẽ đồng bộ như thế trên cả nước thì thị trường nó sẽ lên rất là mạnh luôn anh em ạ. Nha. Bên cạnh đó thì sẽ hỗ trợ những cái người mà người ta có 100 triệu chẳng hạn, người ta có 200 triệu chẳng hạn, muốn làm vườn mà hết 200 triệu thì lại không còn tiền mua lan. Mà bây giờ mua lan 200 triệu thì lại không còn tiền làm vườn. Đúng không? Thì bây giờ những nhà vườn tầm trung trở lên hỗ trợ anh em, những anh em đó cái việc là đầu tư con giống cho anh em. Và làm được thì cắt 7-3. Bạn 7, nhà vườn lớn được 3, tại vì bạn có công 100 cây. Bạn đầu tư vườn, tôi đầu tư con giống, làm được thì cắt cho bạn 7, tôi 3. Đó là cái ý tưởng của Tùng, hai cái ý tưởng của Tùng. Ý tưởng mang tính cá nhân và chưa từng được áp dụng nha mọi người nhá. Chưa từng ai đưa ra ý tưởng này và chưa từng ai áp dụng việc đó. Và Tùng đang cố gắng phấn đấu. Chứ nhiều người ngồi im lắm và nhiều người chờ đợi lắm. Và các vườn lớn thì họ có cách làm riêng của họ. Lâu nay làm đủ thứ, các kiểu, kinh thư các kiểu, và đến giờ phút này thì chưa có hiệu quả. Và Tùng là một cái người mới, Tùng đang còn non trẻ. Và Tùng cũng có những cái suy nghĩ tích cực.
nhưng mà ngồi im thì không được anh em ạ, ngồi im không được. Tùng sẽ làm, đưa ra cái hai cái ý tưởng mang tính cá nhân, mang tính tham khảo, không biết là anh em có đồng ý không. Anh em mà thấy ý kiến đó hay, cái ý tưởng nó hay thì anh em comment dùm Tùng là hay, để Tùng có động lực nha mọi người nhé. Anh em thấy ý tưởng nó có hay không thì anh em cho Tùng một cái comment đi, hay hay là không hay. Ý tưởng thứ nhất là các nhà vườn từ bạch tuyết trở lên, nếu bạn bán được 100 triệu thì bạn trích ra 20 triệu đến 30 triệu mua các cây hàng quốc dân và cây tầm thấp cho các nhà vườn nhỏ. Đó. Ý tưởng thứ hai là sẽ hỗ trợ cho những người đam mê, thực sự đam mê mà muốn mở vườn thì bạn hãy mở vườn đi, 20m2, 30m2, 50m2, thậm chí 100m2. Được chưa? Bạn mở vườn tại sân thượng nhà bạn, tại ban công nhà bạn, tại mái nhà bạn, tại vườn đất nhà bạn. Anh em nhà vườn tầm trung trở lên sẽ đầu tư con giống. Đó, đầu tư con giống. Rồi chỉ cách cho bạn chăm theo ý của nhà vườn đó. Đó, theo cách của nhà vườn đó. Rồi làm ăn được thì cắt 7-3. Bạn 3 và nhà vườn đầu tư bạn 7, nhà vườn đầu tư 3. Đó, cắt 7-3. Tại bạn là người mở vườn và bạn là người chăm cây thì bạn được 7. Anh em thấy cái ý tưởng của Tùng như thế nào? Đó, hay hay là không hay thì anh em comment giúp Tùng để Tùng có thêm động lực, cũng như Tùng có gì đó Tùng rút kinh nghiệm. Ok anh Tà Phát Hưng, bây giờ em mới thấy cái cảm ơn bác Phùng Thành ủng hộ 100%. Không nói á. Nguyễn Thành Nhơn, không nói có nghĩa là im lặng đúng không em yêu? Im lặng là đồng ý mọi người ạ. Tùng tin là nếu như mà Tùng mà kêu gọi thì em Nguyễn Thành Nhơn là người em trân quý của Tùng sẽ đồng hành cùng với Tùng. À, khẳng định anh em luôn, tại vì Nguyễn Thành Nhơn chủ tịch Đại Lâm Mộc là một người rất là nhiệt huyết, nhất là nhiệt huyết, rất là máu lửa và dám làm ăn lớn. Tại vì em ấy đã mở cái công ty bất động sản rất là lâu rồi. Và vừa rồi cái sự kiện Đại Lâm Mộc 30 tỷ đó hoàn toàn là sự thật. Đó, và các em đã đầu tư rất là mạnh mẽ. Và cái chuyện mà để một cái nhà vườn hoặc là một cái câu lạc bộ như Đại Lâm Mộc mà thực hiện theo cái ý tưởng để hỗ trợ anh em trên toàn quốc, những anh em vườn nhỏ, thì điều đó hoàn toàn là có thể. Và Tùng tin tầm như Nguyễn Thành Nhơn là sẽ luôn luôn ủng hộ ý tưởng của Thanh Tùng. Đó là điều chắc chắn. Cảm ơn chị Ngọc Liêm. Chào Huy Lê. Ok Đặng Sơn, đây là cái ý tưởng của Tùng nha mọi người nhé. Xin chào 300 người đang xem live của Tùng. Buổi trưa mà mọi người xem live rất là đông. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và vừa rồi thì Tùng đã thực hiện, Tùng âm thầm Tùng thực hiện được 3 vườn như thế. 3 vườn như thế nha mọi người nhé. Thực sự ra vừa rồi thị trường trầm lắng do anh em, một số anh em họ cứ trông chờ vào các vườn lớn để họ xuống tiền, bơm máu thị trường. Nhưng điều đó là gần như là khó có thể. Cho nên là chúng ta sẽ tự, từng người đang xem live của Tùng, chúng ta sẽ tự lo cho mình thôi. Và vừa rồi thì Tùng đã kêu gọi được 3 cái vườn và mỗi vườn là 50m2. Thì là đây là một sạp hôm trước chở đi rồi. Đó. Hôm thứ bảy mà Tùng lưu bu Tùng không like được. Đây một sạp hôm trước mọi người thấy là nó kín hết vườn đúng không? Đó, chở đây một sạp này là 200 chậu này. Đó, nhà vườn thứ hai cũng 200 chậu và vừa rồi là một nhà vườn cũng 200 chậu. Đó, 200 chậu Tùng tặng 10 chậu nha mọi người nhé. Tặng 10 chậu và nhân viên của Tùng chở tới nơi. Đó, bàn giao tận vườn. Đó, thực hiện được 3 rồi. Thế nếu như mà giờ Tùng thực hiện được 10 hay Tùng thực hiện được 20 thì có cây đâu mà để, thì có phải là Tùng lại đi mua của anh em không? Mà đi mua của anh em 30 triệu thì anh em lại mua cây tầm cao như là Bảo Duy không tên của Tùng. Đó, đúng không anh em? Có đi có lại mới tọa lòng nhau. Đấy, sắp tới Tùng lại đi lựa, Tùng lại đi mua những cây đẹp thật đẹp về đây này, Tùng để này. À, anh em nhá. À, cây chưa có cây tầm cao thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái ý tưởng của Tùng đó mọi người.
là bạn mua cây tầm cao, ví dụ bây giờ bạn mua không tên đi hay Bảo Duy đi 100 triệu, thì tôi sẵn sàng bỏ ra là 20 đến 30 triệu tôi mua lại cái hàng quốc dân của bạn, cái hàng tầm thấp của bạn. Và cái hàng tầm thấp là gì? Ví dụ bây giờ tôi bán cho bạn một cái cây người đẹp không tên, nó đẹp như thế này, đúng không? Nó đẹp như này. Tôi bán cho bạn một cái cây người đẹp không tên, nó đẹp như này. Đó, cây nào cũng như cây nào nha anh em nhé. Tôi bán cho bạn một cái cây người đẹp không tên, nó đẹp như thế này, đúng không? Thì cái việc mà tôi đến nhà bạn thì tôi phải lựa được những cây quốc dân, nó phải đẹp. Đó, nó phải đẹp. Để về tôi mới chuyển hóa cho cái nhà vườn mới mà tôi vừa kêu gọi họ đầu tư vườn. Nha anh em nhé. Thì họ mới tin tôi chứ, đúng không? Đó, tôi bán cho bạn cây đẹp thì tôi đến nhà bạn tôi phải lựa được cây đẹp. Vậy có nghĩa là anh em bây giờ phải tập trung vào chăm cây. Từ trước giờ chúng ta nói mồm, nhưng mà sau đó là gì? Có nhiều nhà vườn chăm rất là tốt, nhưng nhiều nhà vườn chán bắt đầu bỏ bê. Bỏ bê thì đương nhiên tôi sẽ không chọn rồi, đúng không? Hai ý tưởng Tùng nhắc lại cho một số anh em mới vào. Bây giờ là gần 400 người đang xem live của Tùng. Mọi người chia sẻ mạnh đi. Chia sẻ đây không, tôi không cần bán cây nhé. Tôi không cần bán cây. Đang nói câu chuyện về ý tưởng mang tính cá nhân của Tùng thôi, mang tính cá nhân và chưa từng được áp dụng rộng rãi, vì Tùng chưa bao giờ kêu gọi ai để thực hiện cái chương trình này. Một số anh chị em trên cả nước họ làm rất nhiều sự kiện, họ làm rất nhiều các kinh thư các kiểu, nhưng mà Tùng là người đưa ra ý tưởng này đầu tiên, và Tùng đã và đang thực hiện, chỉ mang yếu tố cá nhân và chưa được áp dụng, mang tính tham khảo thôi. Thành ra là anh em chia sẻ để nhiều người vào để họ đánh giá xem là có nên như thế hay không. Tùng nhắc lại cho một số anh em mới vào rằng bây giờ Tùng đưa ra một ý tưởng là nếu Tùng bán được cây tầm từ bạch tuyết trở lên, bạch tuyết, ngọc sơn, cước, bảo duy không tên trở lên được 100 triệu thì tôi sẽ bỏ ra 20 đến 30 triệu mua cây quốc dân nhà bạn, mua cây quốc dân của anh em vườn cũ, nhưng với điều kiện phải đẹp. Đẹp đây, đây. Mọi người nhìn thấy quốc dân mà tôi chăm đẹp không? Với điều kiện phải đẹp. Đó, giá bạn mua của tôi thì giá thị trường. Ví dụ bạn mua không tên bây giờ giá thị trường, ví dụ 100 triệu. Còn tôi mua Phú Thọ của bạn, giá thị trường bây giờ ví dụ 500k một chậu. Đúng không? Tính giá thị trường cân ra, tôi sẽ mua bạn 20 đến 30 triệu tiền hàng quốc dân. Và bạn mua tôi là một cây không tên để bạn có tầm cao, để bạn có cơ hội, đúng không? Đó, tôi bán cho bạn đẹp thì bạn cũng phải bán cho tôi đẹp. Ví dụ bây giờ, ví dụ cây như cây Bảo Duy này đi. Đó, tôi bán cho bạn, bạn là một cây Bảo Duy kỳ ươm rất là đẹp luôn. Quay như này mọi người nhìn không thấy đâu, nhưng mà nó to lắm. Đấy, cái thân nó rất là to nhá. Đó, tôi bán cho bạn cây đẹp. Đây, Bảo Duy này. Tôi bán cho bạn một cái kỳ đẹp. Thì cái chuyện mà tôi đi mua hàng quốc dân của bạn là nó phải đẹp. Đấy. Những cây không tên phê pha luôn, đúng không anh em? Chào toàn họ đi. Mọi người thấy cái ý tưởng của Tùng, ai cũng mong muốn điều đó nha, nha Phạm Trường ơi, ai cũng mong muốn điều đó. Trời ơi, tại sao lại đòi hỏi hả Nguyễn Hoài Nam? Bạn không hiểu à? Bây giờ ông lớn cũng phải lo cho vợ con, cho gia đình nhà ông muốn giàu hơn chứ bạn Nguyễn Hoài Nam. Bạn nghĩ sao mà bây giờ tôi bán một cái chia kỳ không tên 100 triệu mà tôi bỏ ra tôi mua cho bạn 80 triệu. Bạn có ơn huệ gì với tôi đâu? Hả Nguyễn Hoài Nam, chính bạn, Tùng nói cho Nguyễn Hoài Nam, chính bạn kỳ vọng quá nhiều thì bạn thất vọng cực kỳ nhiều. Nha. Nghĩ sao mà bây giờ tôi bán một kỳ không tên 100 triệu mà tôi bỏ ra 80%, tức là 80 triệu ra tôi đi mua Phú Thọ HO cho bạn. Tôi có bị khùng đâu. Đúng không anh em? Phải hiểu cho người ta, tôi cũng muốn giàu, tôi cũng muốn tham giàu chứ. Các vườn lớn khác, các những anh to, anh nhỏ khác, họ cũng muốn họ giàu thêm chứ. Đúng không? Làm sao có chuyện bán được 100 triệu mà bỏ ra 80 triệu đi mua lại Phú Thọ HO cho bạn, thì tôi lại bạn luôn á. Muôn đời này không bao giờ có. Bố mẹ bạn, anh chị em ruột bạn thấy bạn khó khăn vất vả chưa chắc đã giúp bạn được đồng nào. Đừng nói ai giúp bạn. Nhà Nguyễn Hoài Nam, tất cả gần 400 người đang xem live của Tùng không nên kỳ vọng quá nhiều.
tôi bán được 100 triệu mà tôi bỏ ra 20 đến 30 triệu đi mua HO Phú Thọ cho bạn là cả một vấn đề và cả một điều may mắn, cực kỳ may mắn. Nếu trên đất nước Việt Nam này mà có 100 người làm như tôi đảm bảo với anh em luôn á, rần rần luôn. Em chào anh Trường Sa. Nhà nhà Nguyễn Hoài Nam, đừng kỳ vọng. Tôi đang muốn là tôi bán được một... Đây này. Ví dụ tôi bán hơn 100 triệu một cái kỳ không tên này á, thì tôi muốn bỏ túi cả các bạn nhé. Xin chào gần 400 người đang xem live của Tùng. Nguyễn Hoài Nam nên nhớ là tôi muốn bán một kỳ người đẹp không tên hoặc Bảo Duy là tôi muốn bỏ túi 100% cơ. Nha, tôi muốn bỏ túi 100%, tôi không muốn nhả, tôi không muốn ói ra đâu. Và nhiều và gần như 100% nhà vườn nào cũng như vậy luôn. Còn bây giờ tôi đang kêu gọi người ta bỏ bán được 100 triệu thì bỏ ra 20 đến 30 triệu đi mua Phú Thọ HO và cây tầm thấp cho anh em. Đúng không? Xin chào hơn 400 người đang xem live của Tùng. Buổi trưa mà anh em xem rất là đông. Đó, là đã tốt lắm rồi. Thế bây giờ tổng mà bây giờ người ta bán được 1 tỷ thì người ta bỏ ra 200 đến 300 triệu. Người ta đi mua Phú Thọ HO thì như thế nào? Và không phải một mình Tùng mà nhiều người, hàng chục và thậm chí hàng trăm nhà vườn trên đất nước Việt Nam này mà làm điều đó thì sẽ như thế nào? Anh em hiểu giùm tôi, anh em tính giùm tôi đi. Trong đó bây giờ tôi bán một cây không tên, tôi mua được một vườn Phú Thọ HO nhà bạn luôn. Nhưng tôi chỉ bỏ ra 20-30% thôi. Đúng không? Xin chào hơn 400 người đang xem live của Tùng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Buổi trưa gần 12 giờ rồi mà mọi người không nghỉ ngơi xem live của Tùng. Nhưng Tùng cũng xin nói lại với cả nhà rằng đây là một ý tưởng mang tính cá nhân của Tùng. Mang tính cá nhân, mang tính tham khảo. Nếu như được số đông mà ủng hộ thì Tùng sẽ kêu gọi những nhà vườn khác họ cũng làm như vậy để thúc đẩy thị trường. Xin chào 455 người đang xem live của Tùng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đó, thì là gì? Thế bây giờ tôi đi mua 30 triệu. Nếu tôi bán được 1 tỷ là tôi bỏ ra 200-300 triệu đi mua hàng quốc dân, đi mua hàng tầm thấp của anh em nhá. Vậy thì về tôi để đâu? Anh em đặt ra câu hỏi chưa? Thế thì cái ý tưởng rằng kêu gọi những anh em mà họ yêu lan, thích lan, muốn đầu tư vào lan, muốn mở vườn lan mà bây giờ họ có 100 triệu à? Nếu như làm vườn 100 triệu thì không còn tiền mua lan. Nếu như mua lan 100 triệu thì không còn tiền mở vườn. Vậy thì cái mà tôi mua của các bạn á sẽ nằm ở vườn kia. Bạn đầu tư vườn, nhớ là đầu tư vườn mới nha. Đầu tư vườn cũ rồi thì chưa chắc tôi đã đồng ý. Bạn đầu tư mới ha, có sự giám sát của tôi. Ok, xong đó tôi sẽ cung cấp con giống về cho bạn nuôi, bạn chăm. Nếu lan lên và làm ăn được và nuôi thành giò lan mà sau này để sắp tới đây mình sẽ bán được, được thì bạn bảy tôi ba. Ok. Nó phải là một bộ như thế. Đơn cử như nói cho một số người vào sau, gần 500 người đang xem live của Tùng. Đây một số người vào sau. Đây. Xin chào gần 500 người đang xem live của Tùng nhé. Vừa rồi là ba vườn đây, một sạp này, hai sạp, ba sạp. Đó, là Tùng đã giải quyết được ba vườn. Họ quá đam mê, họ quá muốn làm kinh tế từ hoa lan, nhưng họ có được 150 triệu thôi. Họ có được 150 triệu. Thì tôi bảo này đi, bây giờ bỏ ra 100 triệu ha, làm một cái vườn ở trên mái nhà đi, hết khoảng chưa đến 100 triệu, 50 triệu để phòng thân à, để mà phát sinh phân thuốc rồi các kiểu. Đó, thì cộng với lại Tùng sẽ chia sẻ con giống với giá ưu đãi để ủng hộ cho anh em mở vườn. Thế là giải quyết được là một nhà vườn này, hai nhà vườn này, ba nhà vườn này. Thế nếu bây giờ tôi làm thêm 10 nhà vườn là tôi không còn cây luôn. Vườn Tùng không còn cây luôn. Xin chào 550 người đang xem live của Tùng nhé. Đó, đúng không anh em? Đây này, bây giờ sạp trống này nè. Sạp trống này tôi lại phải đi đến các vườn vừa và nhỏ, tôi đi mua những cái chậu hàng quốc dân. Mà nó phải đẹp nhé. Nó phải đẹp. Đó, nó phải đẹp. Về tôi đặt ở đây, bắt đầu là chiến dịch. Là chiến dịch gì? Chiến dịch tiếp tục những nhà vườn mới được tôi đầu tư. Được chưa? Và tôi nói là có đi có lại mới toại lòng nhau. Xin chào gần 600 người đang xem live của Tùng. Cảm ơn mọi người buổi trưa. Tùng đang đứng ngoài nắng đây. Tùng đang đứng ngoài nắng nha anh em nhé. Đầu trần đây. Tùng chưa ăn cơm. Đang đứng ngoài nắng.
nói chuyện với anh em đang ngồi trong mát, đang ngồi trong máy lạnh. Nói thật với anh em luôn, bây giờ không có đường nào khác là phải chiến đấu, phải nhiệt huyết. Và Tùng là người muốn làm việc đó cùng với anh em. Được chưa? Bằng cách là gì? Bằng cách là tự làm, tự chăm cây, tự nhân giống, tự nuôi trồng và tự tìm cách để đi. Bên cạnh đó, vì yếu tố cộng đồng, vì yếu tố của anh em của ngành lan, thì Tùng đưa ra hai cái ý tưởng như thế. Có đi có lại mới tọa lòng nhau. Bạn mua cây tầm trung và tầm cao của tôi thì tôi mua hàng quốc dân của bạn. Ok. Và bây giờ tôi đang có cơ hội là gì? Cây của tôi là cái hàng tầm trung, tầm cao, là cây đẹp. Đúng không? Những con giống rất là đẹp luôn. Đây, trăm cây đây. Những con giống trăm cây rất là đạt. Trăm cây đạt. Tùng không có ý khoe là Tùng trăm đạt. Mọi người, người khác còn trăm đạt hơn Tùng. Đúng không? Đây, những cái cây mà con giống tương lai. Đúng không? Đấy, những cây con giống tương lai. Đây là bằng chứng việc trăm cây của Tùng đây. Đó, mình trăm cây được. Và mình làm kỳ đạt. Đúng không anh em? Mình làm kỳ đạt này. Đó, thì mình chia sẻ cho anh em những con giống nó khỏe. Đúng không? Mình chia sẻ cho anh em con giống khỏe. Bây giờ là lên 5-6 sen hết nha anh em. Đều như vắt chanh luôn. Đấy, thì bây giờ tôi chia sẻ cho bạn những cái con giống nó khỏe, nó đẹp. Thì bạn phải chia sẻ cho tôi những con giống khỏe đẹp để tôi lại chia sẻ cho những anh em vườn mới. Được chưa? Đó, toàn người đẹp không tin đó. Mọi người thấy chưa? Và Bảo Duy. Anh em thấy chưa? Nó đều như vắt chanh. Nó đều như vắt chanh. Có đi có lại mới tọa lòng nhau. Bạn mua cây tầm trung, tầm cao của tôi thì tôi mua lại tầm thấp hàng quốc dân của bạn. Ok chưa? Ai làm được việc đó rồi? Những ai làm được việc đó rồi anh em? Ai làm việc được đó, ai làm được việc đó rồi? Tôi vẫn đang đứng ở ngoài nắng để nói chuyện với gần 600 người đang xem. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mặc dù buổi trưa nhưng mà cả nhà vẫn nghe Tùng tâm sự nói chuyện. Và đây Tùng quay một vòng để mọi người thấy nè. Vườn Tùng bây giờ là các sạp nó đang còn trống nha anh em nhé. Thì Tùng sẽ tiếp tục đi chọn những con giống hàng quốc dân mà đẹp và siêu đẹp về để tiếp tục nhượng lại cho các vườn mới. Cho các vườn mới, họ đam mê, họ máu lửa, họ nhiệt huyết, họ muốn làm kinh tế từ cây lan thì họ phải từ hàng quốc dân. Thì bắt đầu tôi lại làm một cái cầu nối. Tôi làm một cái cầu nối, lấy cây của anh em về. Cây của anh em là cứ chọn chỗ đẹp. Còn đây là cây nhà vườn tôi, đây là vườn tôi chăm nha anh em. Đây là vườn Tùng chăm nhá. Phú Thọ nữa, rất là bông, rất là to, rất đẹp đây. Đấy. Cái ý tưởng như thế, anh em mà thấy hay thì anh em nói hay. Đó. Anh em phản đối thì anh em ghi là phản đối. Còn á, để mà đầu tư con giống cho nhà vườn mới, đây là một sự khuyến khích, ủng hộ tinh thần của anh em. Bên cạnh đó thì từng nhà vườn tầm trung trở lên, nếu cứ bán được 100 triệu thì bỏ ra 20 đến 30 triệu mua hàng quốc dân cho anh em. Bác đầu gỗ Quang Huy có gì inbox cho Tùng đây. Ai muốn cái gì thì inbox cho Tùng nha mọi người nha. Tránh trường hợp cướp mối. Danh Minh ơi, tức là vấn đề ở đây là nếu như anh em nào mua cây của Tùng thì cho dù bất kỳ nơi đâu trên đất nước Việt Nam này Tùng vẫn ủng hộ mà. Có đi có lại mới tọa lòng nhau. Bây giờ bạn mua Bảo Duy không tên của tôi thì tôi mua lại Phú Thọ ADO Yên Thủy của bạn. Tôi mua Phú Thọ ADO Yên Thủy của bạn thì bạn mua Bảo Duy không tên Ngọc Sơn Cước của tôi. Ok. Bất cứ ở nơi đâu trên đất nước Việt Nam này Tùng cũng gửi đến nơi luôn. Được chưa? Mua cây tầm cao thì chưa chăm được thì Tùng chăm cho anh em. Đó, còn tôi mà mua của bạn là tôi phải lấy về ạ. Nha anh em nhá. Tùng mà mua hàng quốc dân và cây tầm thấp của anh em thì Tùng sẽ lấy về. Tùng sẽ lấy về nhá. Còn mọi người mà mua từ Bạch Tuyết, Ngọc Sơn Cước, Bảo Duy không tên, Pleiku, Kinh Bắc, Long Khánh, Đại Cát nhá, của Tùng thì anh em muốn lấy về thì lấy, còn không để Tùng chăm. Để Tùng chăm hộ nhá, Tùng chăm hộ cho anh em. Đây, trống quá trống luôn anh em ạ. Thấy chưa? Tùng nói là làm. Ví dụ bây giờ anh em mua một cái kỳ không tên đó. Nhiều người thì họ gom góp, họ mua được một kỳ thì họ rất là lo, là ngại. Ok, để đây Tùng chăm cho. Để Tùng chăm cho. Được chưa? Nhưng mà đây. Phê pha luôn. Kỳ truyền thần cắt xuống đây, bắt đầu ấm chậu rồi. Đó, nhưng mà Tùng mà mua hàng quốc dân của anh em
thì Tùng sẽ lấy về. Mình lấy về để mình lại sang tay cho vườn mới cho anh em. Đó mới gọi là thị trường, đó mới gọi là trao đổi. Đúng không? Nha anh em nhá. Tùng mà mua của anh em là Tùng lấy về. Còn anh em mua của Tùng muốn lấy về thì lấy, mà muốn gửi thì gửi. Được chưa? Sắp tới đây mà Tùng mà kêu gọi một phát là lấy khoảng 50 nhà vườn, thấy không? 50 nhà vườn, mở vườn từ 20 đến 50 mét vuông trở lên. Thì mọi người biết là tình hình điều gì xảy ra rồi đúng không? Ok, xin chào hơn 400 người đang xem live của Tùng. Chào công mến nha. Tùng nãy giờ không lo nói chuyện cho nên Tùng không đọc được comment của mọi người. Ok, Hùng Sunny. Không ai chơi thì thôi Nguyễn Xuân Thủy. Mà không ai chơi thì chắc là chặn luôn Nguyễn Xuân Thủy luôn nha. Nguyễn Xuân Thủy nha. Tôi chặn bạn luôn đi, bạn không chơi bạn tôi thì tôi chặn bạn luôn, bạn để làm gì? Tại bạn không chơi thì bạn im mồm đi. Ai muốn chơi là chơi, có ai bắt ai chơi đâu. Nha Nguyễn Xuân Thủy đây nha, bỏ đi. Bạn không thích chơi thì người khác chơi, tôi chơi. Mà bạn vào live của tôi, bạn nói không ai chơi thì tốt nhất là tôi phải chặn bạn. Nha Nguyễn Xuân Thủy. Cho bạn một cơ hội để comment cái nữa đó. Comment lại cái coi có tích cực không thì tôi để, không tôi delete luôn á. Nha Nguyễn Xuân Thủy. Chào Xuân Trường. Chào Nguyễn Bá Kiếm nha. Đấy, đấy là ý tưởng của Tùng. Nha. Ok. Bây giờ đang còn 400 người xem live của Tùng, nhưng mà Tùng xin phép được xuống live. Tâm sự mọi người bấy nhiêu rồi, ngoài nắng nãy giờ rồi. Bây giờ Tùng xin phép được xuống live. Chúc mọi người ngủ trưa một giấc thật là ngon, và sau đó dậy đầu giờ chiều chiến đấu với nhiều năng lượng tích cực nha. Ok, bye bye.